Anh Trung, anh Sơn, Duyên. Chào các em. Hiện tại tụi anh đang ở trụ sở của công ty Work Advice. Thì bây giờ tụi anh sẽ đi vào thăm công ty, cũng như là quay cho tụi em xem là từ cái bãi đậu xe đi vô công ty nó sẽ qua những cái khu vực như thế nào, và bên cạnh đó mình xem luôn cái kiến trúc văn phòng của người Đan Mạch như thế nào các em ha. Thì khi vào trong đó thì tụi anh sẽ thảo luận thêm về những cái thông tin về chương trình để giúp cho tụi em đi qua Đan Mạch này. Ok, let's go. Ngoài trời hiện đang khá là lạnh, tầm khoảng 10 độ C thôi và có mưa bay bay nữa. Đây là cái lạnh cái lỗ tai bút luôn em. Đây, khi chúng ta vào thì cửa tự động nó sẽ mở ra. Sau đó chúng ta sẽ đi vào trong này. Đây là cái kiến trúc của cái tòa nhà văn phòng của công ty Work Advice. Thì em thấy đa số là toàn là kính không à, để cho nó ấm cái nhà, có hiệu ứng nhà kính. Đây có nhiều công ty nhân sự khác nhau nè, vừa làm dịch vụ vừa làm nhân sự. Đây, em thấy không, toàn là kính thôi. Mỗi công ty này thì nó không có đông người. Anh thấy tầm công ty tầm khoảng 5 người đổ lại thôi. Những văn phòng cũng khá là nhỏ, tại vì giá nhân công ở đây rất là cao nên công ty họ tối ưu về chi phí, cắt giảm nhân sự tối đa. Energy Solution. Đây có những cái quầy để mình rửa tay, rửa ly. Những công ty quy mô nhân sự cũng nhiều á. Ở đây chúng ta có cái máy pha cà phê ở đây. Lát nữa anh sẽ ra pha cà phê uống, xong rồi rửa tay ở đây. Dưới đây là có cái chỗ mà ăn trưa với ăn sáng. Đây là cái hướng đi vào công ty Work Advice. Bước qua cánh cửa này đây là văn phòng của Work Advice. Đây người ta để tên công ty đúng không? Ừ. Work Advice. Work Advice. Trong cái lúc chúng ta đợi cửa thì anh sẽ quay cho em coi cái hành lang bên này. Đây là khu vực bãi đậu xe bên ngoài. Thời tiết này mà không đi xe ô tô là chịu không nổi các bạn. Nên thực tập sinh của mình khi mà qua đây phải rèn luyện rất là nhiều khi mà đi làm việc trong cái thời tiết lạnh. Đây là tháng 5 nó còn đỡ hơn rồi, nhưng còn tháng 12, tháng 1 tuyết rơi thì khá là buốt. Có hệ thống sưởi nhỏ cho nó ấm. Ừ, ấm này gì? Sưởi nhẹ. Như hành lang á. Trong lúc đợi thì anh sẽ review cái máy pha cà phê. Bên này có một cái phòng họp nha, phòng họp lớn dành cho những cái công ty người ta văn phòng lớn. Đèn tự động đấy chị anh. Thấy chữ conference nè, nó cũng giống như tiếng Anh ha, có mật khẩu đàng hoàng. Bà ra mở hả? Ừ. Rồi, xin mời vào. Where is the dice lock?
Để khóa cửa này lại. Đây là văn phòng của công ty World Advice. Mọi người đang làm việc. Trong văn phòng thì có hai người đồng nghiệp đang làm việc. World Advice team thì có ba người. Thì một người hôm nay thì vắng làm. Chỉ có hai chị công ty thì mình vào xem. Chào đồng nghiệp. Hello Julia again. Hello. Hello Julia. Tôi đang làm những giấy tờ liên quan tới thuế, apply visa. Lacy đang gọi điện cho khách hàng, cho chủ trang trại để mà nói chuyện, để tìm kiếm farm cho sinh viên, để giải quyết những vấn đề sinh viên gặp phải. Can you say hi? Hello everyone. Nice to see you. Okay. Nice to meet you. And welcome to Denmark. Yeah, thank you. Đây là logo công ty World Advice đấy các em. Đó còn cái phòng nghỉ ngơi, phòng làm việc. Quần rộng công ty. Standy này nó có bốn cái công việc ở đây, họ là tìm kiếm việc làm các bạn, khai thuế nè, làm giấy tờ, rồi đăng ký hội nhập gì đó. Đây có một cái bức tranh nghệ thuật đang mặc. Ngoài trời vẫn đang rất là rạch các bạn. Đây, để qua phía bên này xem. Đây là một phòng công ty khác. Trong cái tòa nhà này họ sẽ chia thành nhiều cái gian khác nhau, mà mỗi gian sẽ là một văn phòng. Thì bây giờ tụi anh sẽ vào thảo luận với bà Alexandra một số cái công việc về kế hoạch coi năm ngoái đạt được chưa, và cũng như những kế hoạch của năm nay. Thì anh sẽ cắt cái video này tại đây ha, thì anh sẽ quay tiếp cho tụi em xem khi mà anh vào trong. Xin chào.